Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 500 đồng token Dogecoin. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 10 tỷ nhé. Đã có 5.255 tài khoản holder và đã phát sinh 11.152 lượt giao dịch. Ok. Thì đầu tiên các bạn truy cập link website clam.net. Link truy cập website được mình đặt ở dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm cho hai bước hướng dẫn trên cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask của ví chốt address của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu GDOC, số token 8. Các bạn nhấn tiếp theo, thêm token cho mình. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net nha. Mở đấy, mở đấy. Tìm tới bước 2. Nhận các cần nhấp vào cái link rút gọn lên nhé. Chương trình Underdog sẽ kết thúc vào 2-3 ngày nữa. Các bạn cần làm thì các bạn nhấp vào phần này cho mình. Nó yêu cầu kết nối ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0.01 BNB mua đồng vào đốc này, hold với tích trữ lâu dài nha. 0.01 BNB các bạn sẽ nhận được là 25.000 VDOC nha. Và báo lỗi khi ra, các bạn chờ một tí rồi mình quay lại Clam. Trên đây đã có một số các thông tin về đồng token này, các bạn có thể vào đây để đọc nha. Ngày 19/9/2021 sẽ được niêm yết lên sàn PokerSwap nhé. Rồi mình sẽ làm mới trang lại. Nhấp vào Clam tiếp theo. Vẫn còn lỗi. Ở một ký khác mình đã Clam được 500 đồng vào đó rồi nhé. Trong một thời gian chờ đợi của mình, các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của Clam đó trên net nha, cập nhật những dự án miễn phí thị trường mới nhất chuyên về mạng Binance Smart Chain. Và ở đây có những cái dự án về chuyên về Underdog Telegram làm miễn phí không mất phí nhé, bạn có thể vào đây tham gia. Ngoài ra nếu bạn chưa có xài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nha. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh. Rồi mình phải làm lại cái nữa là đâu đây, 0.000553 BNB phí, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi đăng ký kênh và theo dõi website Clam Airdrop giúp mình nhé. Đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn nhận được 500 đồng vào đó. Thì video xin được kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.